Trong có truyền Luân Vương, thân ngài đẹp vi diệu, có 32 tướng, vẻ đẹp dùng nghiêm thân, hóa sinh trong hoa sen, thân quang minh sắc vàng, bay cao chiếu xa gần, khắp cõi Diêm Phủ Đề. Vua có ngàn vương tử, thân dũng mãnh đoan nghiêm, đại thần đủ một ức, trí huệ khéo phương tiện, cung phi 10 ức người, dung nhan tựa thiên nữ, lợi ích ý nhã nhặn, tâm từ hầu hạ vua. Vua đó dùng pháp hóa khắp cùng bốn thiên hạ, trong luân vi đại địa tất cả đều hưng thịnh. Nữ báu chính là ta, đầy đủ tiếng phạm âm, thân phóng quang sắc vàng, chiếu khắp ngàn do tuần. Một ngày nọ trời tối, âm nhạc đều ngừng hẳn, đại vương và hầu cận tất cả đều an giấc. Bấy giờ Phật Đức Hải xuất hiện ra nơi đời, hiển hiện sức thần thông đầy khắp mười phương cõi, phóng biển đại quang minh, chiếu cõi nhiều như bụi, đủ thứ thân tự tại đầy khắp trong mười phương, chấn động vang diệu âm, phổ cáo Phật ra đời, chúng trời người rồng thần tất cả đều hoan hỉ. Trong mỗi lỗ chân lông hiện biển hóa thân Phật, mười phương đều đầy khắp, tùy chúng nói diệu pháp. Thời ta ở trong mộng, thấy thần biến của Phật, cũng nghe pháp vi diệu, tâm sinh đại hoan hỉ. Một vạn chủ dạ thần cùng ở trong hư không, khen ngợi Phật ra đời, đồng thời giác ngộ ta, hiền huệ ngươi hãy dậy, Phật đã hiện nước ngươi, biển kiếp khó gặp được, ai thấy được thanh tịnh.